Mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì đây là mấy cái con các ké con của mình nha bạn, con kiền dông con nha. Đó thì nó cũng được gần một tuần tuổi rồi nha bạn. Đó thì cũng có mấy bạn hỏi thăm mình ha, do kêu mình cho nó ăn cho các bạn xem, với lại các bạn hỏi với mình về mấy cái trứng mà còn lại á, mấy bạn có nở hay không. Đó thì chút xíu nữa mình sẽ cho mấy con các ké con này ăn xong rồi mình sẽ tìm cái ổ trứng của nó, mình sẽ bươi lên mình xem coi những cái trứng còn lại như thế nào ha bạn ha. Ở đó mình sẽ quay cho bạn xem luôn ha. Đó thì bữa thì mình có ấp được ấp 6 trứng. Đó thì nở được 4 em nha bạn. Đây 1 2 con nè bạn. Đó đây một con đó là 3 con nè. Đó một con đứng trên đây nó là 4 con nè nha bạn ha. Đó thì mấy em nó vẫn là khỏe mạnh ha các bạn ha. Đó thì mình sẽ bây giờ mình sẽ đi lấy mấy con sâu ha, mình cho nó ăn rồi mình quay tiếp cho bạn xem nha. Đó thì hôm giờ mình cũng chỉ cho mấy con các cái con này ăn mấy con sâu thôi nha bạn. Sâu gạo mình mua ngoài tiệm chim các bạn. Đó mình mua về mình cho nó ăn ha, mình mồi lựa mấy con sâu nhỏ nhỏ các bạn. Đó mình thả vô cái nó thấy là nó nhảy vô nó ăn liền các bạn. Đó mình thả mấy con sâu vô đây. Đó thả mấy hai con nha các bạn. Đó thì mình sẽ để cái máy ở đây ha, mình cho mấy con các cái con nó thấy nó ăn nha các bạn. Đó đó bạn thấy chạy vô. Đó bạn thấy một con chạy vô nó ăn không? Đó con thứ hai chạy vô nè. Đó bạn thấy nó ăn không? Đó. Nó ăn cho nó nhảy vô nó ngậm một con cái nó nhảy lên cây luôn các bạn. Nó ăn như vậy các bạn. Đó bạn thấy không nè, nè con này đang ăn nè. Đó bạn thấy không, đang ăn nè, đang ngậm con sâu nữa bạn thấy không. Đó nó nhảy vô cái nó thai đi cái nó nhảy lên cây nó ăn chứ nó không có ăn trong cái chén các bạn. Đó mấy con cái con nó ăn tưởng tượng nó ăn vậy các bạn. Đó còn cái con này đang ngậm đây nè các bạn thấy không. À, cái màn hình hơi chóa để mình lấy nét chỗ cái chén thức ăn nha. Đó thì cái chỗ cái con này nó ăn đi ha. Đó, mình sẽ bỏ sâu vô tiếp cho mấy con kia nó ăn nữa các bạn. Mình bỏ sâu vô cái mấy con kia nó thấy nó nhảy vô nó ăn các bạn. Đó con kia nó ăn xong nó tha cái nó nhảy đi rồi. Đó mình cứ thả sâu vô vậy đó bạn. Đó bạn thấy nó nhảy vô nó ăn không. Đó mình thả sâu vô vậy thì mấy con cá ké nó nhảy vô đây nó ăn nha các bạn. Đó thấy mấy con sâu bò bạn. Đó cho mấy con cá ké con này ăn cũng rất đơn giản thôi bạn ha. Đó, nó thấy cái mồi mà chạy các bạn, bò gì nè là nó sẽ nhảy vô nó ăn thôi. Đó bữa mình cũng có mua mấy con cào cào nhỏ cho nó ăn nhưng mà mình bỏ vô thì nó không có ăn cào cào bạn ơi, nó chỉ ăn mấy con sâu vậy thôi à. Đó nghĩ cho nó chưa ăn quen để bữa nào mình sẽ tập cho nó ăn cào cào nha bạn. Đó mình cứ bỏ sâu vô tiếp nhiều như vậy nữa bạn. Đó, để cho mấy con các cái con nó ăn. Đó mình chỉ lừa mấy con nhỏ nhỏ thôi nha bạn ha, lừa mấy sâu nhỏ mua thôi chứ mình không có lừa mấy sâu to các bạn. Đó sâu to thì ăn nó khó tiêu. Đó với lại mình cũng có phơi nắng mấy cái con cắt ké này mỗi ngày nha bạn. Đó mình trước khi mình đi làm á thì mình để chỗ mà có ánh nắng á, chỗ cửa sổ rồi đó. Đó thì mấy con cắt ké nó phơi nắng ha. Đó các bạn thấy mình bỏ sâu vô đó, vì chút xíu đó nó thấy nó sẽ nhảy xuống nó ăn các bạn. Con này nó chưa thấy đâu nè. Đó để mình quay mấy con cắt ké cho các bạn xem lại nha. Đây mình mới vừa quay cái góc kia cái con này nó nhảy xuống đây nữa bạn. Đó nó cho nó thấy mấy con sâu sao nó đang nhảy xuống đây nữa bạn. Đó chuẩn bị nó nhảy xuống nó ăn mấy con sâu nữa bạn. Bạn thấy nó đang đứng đây nè. Đó nó thấy mình cái nó nhìn mình bạn. Đó nhưng mà mấy con này nó không có nhát nha bạn, tại vì nó nở trong cái môi trường mình tự ấp trứng các bạn, nên nó không phải là nó ngoài thiên nhiên nên nó không có nhát người như mấy con mình bắt các bạn. Mấy con bắt thì nó chạy vòng mà mình phải thuần nó. Còn mấy con này thì mình không có cần thần nó bạn. Đó mình nuôi nó rất bình thường ha. Để nước ăn vô này nó ăn rất là dạng ha. Đó. Con này mấy con này thì nó ăn hai con kia nó ăn rồi, con này đang ăn xong rồi nó nhép nhép miệng nè bạn thấy không? Nè, còn dưới chỗ cái lá nè. Đó, còn con này thì ở trên đây này nó chưa có thấy mấy con sâu sao nó đứng nãy giờ đây nè. Đó, con này thì mới nhảy xuống thì mình đưa cái máy vô nó đứng im lại. Đó, mình các bạn coi nó nhảy vô nó ăn hay không nha các bạn ha. À, chút xíu đó mình mới quay cho các bạn xem cái ổ trứng ha, mình đào lên coi ha những cái trứng còn lại ha như thế nào ha các bạn ha. Đó đây mấy em các ké con bạn thấy không, khá dễ thương luôn ha các bạn ha. Đó
phải phơi nắng lắm nha các bạn. Đó, mình bữa nghỉ ngày nghỉ mình để cho mình chỗ cái nắng á, còn thấy nó leo lên cái cây nè, đứng là bốn con nó phơi nắng các bạn. Đó, phải rất là phải phơi nắng luôn, tại mình thấy mấy con cát ké ngoài thiên nhiên nó cũng hay phơi nắng các bạn. Đó, trời nắng nó hay leo lên mấy cái cây hay là đó, nó đứng nó phơi nắng các bạn. Đó là mình thấy vậy là mình mới cho mấy con cát ké con nhà mình phơi nắng. Đó, cho có canxi các bạn. Hôm nay giờ nó ăn nữa ta. Rồi thôi mình đi mình quay cái ổ trứng cho bạn xem ha, mình đào lên cho bạn xem cái nha. Rồi mà mình sẽ quay lại mấy con cá ké con cho bạn xem ha. Rồi đây các bạn ơi, thì cái chỗ mà mình ấp mấy cái trứng con cá ké con hầm mỏm đó các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ đào lên luôn cho các bạn, cho bạn xem coi cái trứng, mấy cái trứng này nó như thế nào nha. Đó còn bữa còn hai trứng, đó, mình thấy nó không nở nữa các bạn. Đó thì mình sẽ quyết định mình đào lên luôn ha. đây cái vỏ nè các bạn, đây là cái vỏ trứng nè. Đó, cái vỏ này thì đã nở rồi nè các bạn, đây nè. Đó các bạn thấy không nè, còn vỏ không nè các bạn thấy không, là nó cui chỗ này ra nè. Đó, nó cui chỗ cái lỗ ra nè các bạn thấy không, cái con ké nó nở ra nè. Đây một cái vỏ nha các bạn. Đó đây cái vỏ nè nha các bạn. Đó thì nở được bốn con thì mình nghĩ là bốn cái vỏ nha. Đó đây tiếp tục một cái vỏ nữa nha các bạn, còn cái trứng kia đâu mình chưa thấy nha các bạn, cái trứng mà không nở được á. Đây mình bỏ vô 6 trứng. Đó, 6 trứng nhưng mà nở được 4 con thôi. Đây. Đây nè các bạn thấy không? Nè, một vỏ đó nè. Đó. Đó còn cái trứng này thì nó nè, nó không có nở được đó các bạn. Nè, đây nè. Đó mình cầm vô này cái trứng nó bị mớp thôi các bạn, nó bị mớp thôi. Nhưng mà nè nó còn nặng lắm các bạn, trứng này còn nặng lắm nha. Đó, mình nghĩ trứng này nó bị hư rồi nè. Đó, đây trứng bị một hư rồi nha, còn một trứng nữa nha các bạn, không nở được các bạn, bữa trứng nó tròn vo. Ủa còn trứng ở đâu ta, đây trứng này cũng vậy luôn các bạn ơi, cũng nặng luôn nè, nhưng mà nó bị móp lại nè các bạn. Đó, mình nghĩ chắc nó hư rồi nha các bạn. Đây nè, đó nó bữa nó tròn vo nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy không, nó móp móp lại, nó không còn tròn nữa, nhưng mà nó cũng còn nặng lắm nha các bạn. Đó, nó nặng lắm nha các bạn. Đó, thì nó chắc mình nghĩ nó chắc nó hư rồi. Đây, hai trứng bị hư nha các bạn. Hai trứng bị hư. Và đây là bốn cái vỏ mà nở bốn con rồi nè các bạn. Đó. Thì cũng có khá là nhiều bạn hỏi mình về mấy cái trứng này. Đó, kêu mình thử mình moi lên thử coi. Đó thì hôm nay mình moi lên cho các bạn xem luôn nè. Đó thì đây là bốn cái vỏ nè các bạn thấy không? Cái vỏ nào mà nó nở được thì nó có cái lỗ nè các bạn thấy không? Đây nè, lỗ nè. Đó, lỗ nó chui ra nè các bạn thấy không? Đây nè. Đó trứng này cũng vậy luôn nè các bạn thấy không, thấy cái lỗ nè các bạn thấy không. Đó trứng này cũng vậy luôn ha. Đó mỗi trứng thì có cái lỗ chui ra đó các bạn, làm mấy cái con nó nở ra rồi. Còn hai trứng này thì nó không có lỗ nè. Đó nhưng mà nó còn nặng các bạn. Đó cảm giác như là cái ở trong cái trứng nó còn ở trong đó các bạn, nên nó bị hư á, để nó bị ung cái gì đó các bạn, nó không nở được nha. Đó thì mình nghĩ mấy cái trứng này nó không có phôi nha các bạn, không có phôi thì nó không nở được nha các bạn. Đó, không có phôi giống như không có trống, trứng giống trứng gà mà không có trống các bạn. Đó, thì nó không nở được nha các bạn. Đó đây hai trứng thì không nở được ha, bốn trứng nở rồi ha. Đó thì có nhiều bạn hỏi mình, đó thì nay mình đào lên cho các bạn xem luôn nè ha. Đó đây bốn trứng, với lại hai trứng này hư ha, rất là tiếc luôn ha các bạn ha. Phải chỉ nở được 6 con thì cũng khá là đẹp ha các bạn ha. Đó thì bây giờ mình sẽ quay tiếp mấy con cá ké con cho bạn xem coi nó ăn được chưa nha các bạn. Đây và đây là mấy con cá ké con của mình nha các bạn ha. Thì hồi nãy giờ mình trong khi mình quay mấy cái trứng thì mình không biết là nó có ăn hay chưa nhé bạn. Đó thì mình thấy số sâu này cũng vơi đi một ít rồi ha. Đó nhảy lên đây cái cây nó đứng đó bạn. Đó thì đây một hai con nhé bạn, đây một con là ba con ha. Đó thì bốn con ha, thì mình thấy cái màu sắc của nó, mấy cái con này thì hổm giờ nó chỉ đậm lên được chút xíu thôi nhé bạn. Đó nhưng mà mình chưa thấy nó màu sắc nó thay đổi gì nhé bạn, từ khi nó nở ha cũng gần được tuần rồi. Đó cũng được 6 ngày nhé bạn ha. Đó nó đang nhìn mình đó bạn. Đó thì thôi bây giờ mình sẽ bắt một con ha, lên tay mình cho bạn xem ha, coi nó to cỡ nào nha bạn. Đó để mình lấy cái ngón tay mình so sánh cho bạn xem ha. Đó bạn thấy đang nè, nó ăn no trong ngủ vậy nè. Đó thì thôi mình bây giờ mình sẽ bắt một con mình, một con cá ké con ha, lên tay mình chơi ha, rồi mình quay cho bạn xem ha. Rồi đây các bạn ơi, thì mình đã bắt một em lên tay cho mình chơi cho bạn xem nè. Đó khá dễ thương luôn nha các bạn. Đó thì hôm trước cũng có bạn comment góp ý cho mình đó là nói mình đừng có bắt mấy con nhỏ lên tay các bạn thì nó sẽ chết các bạn. Đó nó sẽ chết thì
Tại mình cũng cảm ơn bạn đã góp ý cho mình nha. Nhưng mà mình tại mình thấy nó dễ thương quá, mình cặp lên mình chơi nè bạn. Nhưng mình không có bóc nó nha bạn. Mình chỉ để cho nó bò lên tay mình thôi, chứ mình không có lấy tay mình bóp vô người nó hay mình bóc vô người nó bạn. Đó, tại cho nó cái cảm giác thoải mái thôi bạn. Đó, chứ mình đừng có lấy tay mình bắt nó hay gì đó. Đó bạn thấy không? Đó, mình để cho nó nhảy qua nhảy lại trên cái ngón tay với bàn tay mình thôi là như vậy nè, đó. Bạn thấy không? Đó, chứ mình không có mà lấy cái tay mình bóp nó hoặc là mình bóc nó, mình cầm nó nha bạn. Đó, mình chỉ để vậy thôi nè, cho nó bò trên cái tay mình thôi. Đó, khi mà mình bắt nó từ trong cái chuồng lên cũng vậy, mình để cho nó leo lên tay mình luôn nha bạn. Đó, chứ mình cũng không có cầm mình bóc hai ngón tay mình bóc vô cái người nó nha bạn. Đó, là cái gì nó sẽ sợ hoặc là nó bị đau bạn. Đó. Đó, thì mình cũng cảm ơn bạn đã góp ý cho mình ha. Đó, nhưng mà mình thấy nó dễ thương quá nên mình chỉ để cho nó bò trên tay mình này thôi nè. Đó, mình chơi. Đó, bạn thấy không? Đó, rất là nhỏ bé nha bạn. Bạn thấy ngón tay mình không? Đó, cái người của nó nè. Đó. Đục tới nó đó, mình lấy cái đầu mà tay mình vuốt cái người nó vậy nè bạn. Đó, giống như mình thuần mấy con mà bài thiên nhiên á, để cho nó quen cái hơi mình đó bạn. Đó, mốt mình tập cho nó chạy vòng trong nhà mình thử coi ha bạn ha. Nhưng mà để cho nó lớn đi, bây giờ nhỏ quá xíu à. Đó. Bạn thấy không? Đó, màu sắc của nó nè. Đó. Vừa nhắm mắt phê sao bạn. Đó. Mấy con này thì mình chưa biết được phân biệt được được cái nha các bạn ha. Bạn nào mà có kinh nghiệm thì comment cho mình biết nha. Đó, mình không có biết phân biệt cái mấy cái con cá ké này. Đó, mình chỉ biết là nó cái con trống á, là con đực á, là trên đầu nó có gai, mà lúc nó lớn thôi bạn. Lúc nó lớn nó trưởng thành á, trên đầu nó có nhiều gai, với lại cái con đực có nhiều màu sắc đó bạn. Nó vàng vàng xanh đó bạn. Đó, còn cái con cái này nó không có màu gì hết bạn, với lại nó không có gai. Đó, thì mình chỉ biết phân biệt là mấy cái con to thôi, mấy con trưởng thành thôi. Còn mấy con nhỏ thì mình chưa biết phân biệt nha bạn. Ha. Đó bạn thấy không? Khá dễ thương luôn nè bạn. Đó. Đó nhìn y như con thằng lằn các bạn. Đó, nhưng mà con cái là cái đuôi nó dài thôi ha. Đó, khá đẹp luôn ha. Đó thì hôm trước cũng có một bạn kêu mình tặng cho bạn về bạn nuôi bạn. Đó, nhưng mà nó rất là nhỏ bé nha bạn, nhỏ lắm nên mình không có thể tặng được nha bạn. Tặng nhiều khi các bạn nuôi không được nó chết thì tội lắm ha. Đó, thì nếu các bạn thích á, thì hôm nào mình sẽ bắt con nào to to ha, mình tặng cho bạn nha. Nhưng mà bạn phải đến nhà mình lấy nha, chứ mình không có đi giao tới nhà cho bạn nha. Các bạn thông cảm mình nha, tại mình bận việc lắm ha. Đó, hôm nào mình bắt được con nào to to đi thì mình sẽ tặng cho bạn ha. Nhưng mà mấy con nhỏ này thì mình không có tặng được nha, vì nó rất là nhỏ. Đó, nhiều khi bạn nuôi không được nó chết á, tội lắm ha. Phải biết cách nuôi nha bạn. Đó bạn thấy. Đó, khá dễ thương luôn bạn. Đó bạn thấy không? Nó đứng trên tay mình nè. Đó, khá là hiền luôn, khá là không có chạy vòng như mấy con ngoài thiên nhiên ha. Đó. Dễ thương rồi chưa? Đó, nó quen hơi mình rồi các bạn. Đó. Bạn thấy không? Đây nè. Đó. Dễ thương ha bạn ha. Đó rồi thì cái video hôm nay là do có mấy bạn hỏi thăm mình ha, về mấy cái con các cái con của mình ha. Đó, với lại các bạn kêu mình cho nó ăn, với lại có nhiều bạn hỏi mình về cái ổ trứng ha, ổ trứng mà bữa mình ấp á, còn lại hai trứng á, nó như thế nào rồi. Đó thì các bạn kêu mình đào lên thử, thì hôm nay mình cũng đã đào lên cho các bạn xem ha. Rất là tiếc là nó bị hư hết hai trứng nha các bạn. Đó, nếu mà nở được 6 trứng thì cũng quá là ok luôn ha, nhưng mà nở được 4 con thôi. Đó, rất là dễ thương luôn nào bạn ha. Đó thì để trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cập nhật, mình luôn liên tục mình cập nhật cho bạn xem ha, về mấy con các cái con này ha. Khi nó được 10 ngày hoặc là nửa tháng hay là một tháng tuổi gì đó, mình sẽ cập nhật cho bạn xem ha. Đó, bạn thấy không? Khá dễ thương luôn nè. Đó, rồi thì bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.